Chào con nha, hôm nay sẽ bà con mấy cái cua tai L nè. L 1501 nè. Hai máy 15 HP, một cầu. Đuôi bọng đầy đủ rồi con, đèn rút còn nguyên. Hai máy một cầu. Bánh bổng còn mới còn ít xài nè, bánh bổng chưa nứt luôn. Con này những cái bô biết ít xài mà con, ta để lâu thôi. Ít có mấy cài là bô còn mới chứ mà con. Bô trong chưa xét rồi biết mà. Mấy cài mà con nào xài nhiều là bóp nó gũi chân như bánh tráng vậy, con này ít xài mà trắng. Đúng rồi, con này xài mới 450 giờ. Có đuôi bổng đầy đủ nha bà con. Hai máy cua ta luôn. Nghe cái đuôi nó đây. Đuôi nó khoảng 1m6 bà con. Alo. Có anh. Bốn 80 anh, 83 76 rồi đó. Dạ. Dạ. Xài nóc hay xài sắt cái càng á. Khoảng